Xin chào các bạn. Cũng khá là lâu rồi Trường Lý không lên thăm em Tủa, do công việc nhà trường cũng như công việc cơ quan và gia đình. Thì Trường Lý cũng 3-4 hôm rồi chưa lên thăm Tủa. Và video ngày hôm nay thì Trường Lý sẽ đến đón Tủa đi chợ chơi nhé các bác nhé. Đấy, hôm nay cho đi chơi chợ phiên. Chợ phiên ở trên bản Trường Lý thì thường thường tổ chức vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Đấy. Vừa rồi là do dịch bệnh rất là căng thẳng vì vậy là chợ phiên không có. Đấy, vậy hôm nay Trường Lý lại đến đón Tủa đi chợ. Cũng lâu lắm mà không đưa Tủa đi chợ rồi. Các bác ạ. Bây giờ mới Tủa có nhà không đây. Đấy. Đấy, vừa rồi Tủa cũng với mẹ là cũng nhặt hết cỏ rau lang đây rồi. Đây. Đấy. Nhặt ngắn đi à. Đấy, bón phân vào là ok. Đấy. Yeah. Ba con lợn này khá là mập. Và xem Tủa như thế nào đó. Đang làm gì đây? Xem ngan, xem vịt xem nào. Tủa ơi. Con ngan thì vẫn đang ấp các bác ạ. Ngan ấp rồi. Con gà thì nhốt trong này. Buổi chiều thả ra. Vịt vẫn còn 5-6 con. Bơi tung tăng dưới ao. Vịt bé quá. Chả thấy lớn. Ờ. Nhớ không? À hôm nay bà chị xuống à? Chứ đi mua của cư à? Chị mua này. Chị mua á? Không cái chị ấy. Không cái sợ xấu hổ à? À biết nói tiếng phổ thông đấy. Hôm trước bảo không biết nói. Chị Pâu. Ừ. Đang làm gì đây? Mỹ Tủa đi đâu rồi anh nhỉ? Vừa rồi là cắm móng ăn hết rồi các bạn. Đi chợ chơi đó. Đi chợ chơi đây chị. Không có tiền không đi à? Thế bảo mua lợn về làm chuồng này không không mua à? Không có tiền á? Không có tiền. Thế hôm nọ bảo đi tìm pony ở cho Tủa có tìm không? Không có à? Hả? Bên bên Bảo Lâm có pony ở không? Không có à? Thì phân đỉa cho Tủa. Ô, mấy con gan đi đâu? Còn mấy con bé mê mê này. Mấy con bé không biết đi đâu rồi. Xem Tủa đi đâu rồi. Tủa ơi! Ôi, ngủ à? Ốm à? Ôi! Ốm à? Sao đây? Sao đây? Qua tối không ngủ không được. Tối qua không ngủ không được à? Sao không ngủ được? Đeo cái kia vào. Không. Đeo này vào. Ừ. Đeo tai nghe vào nghe rõ hay nào. Chợ ra. Ờ. Anh lên chợ đó nào. Ờ đi chợ chơi á. Mặc quần áo đẹp vào. Đẹp á. Ừ. Mặc quần áo đẹp vào đi chợ chứ. Không nghe được à? Được. Được chưa? Ờ. Ừ. Hôm qua làm sao không ngủ được? Qua đó dùng mắt nó nghỉ đi. Hả? Ma nó nghỉ đi. Ma nó nghỉ kìa, lại có ma nó nghỉ kìa. Ừ, số ngày thấy ma nó nghịch này. Đi chợ chơi đây. Chợ chơi lắm. Ừ. Mặc quần áo đẹp vào. Mặc quần áo đẹp vào đi chợ chơi.
nha. Lâu lắm không mặc quần áo đẹp rồi. Vâng. Để mặc quần áo đẹp vào thế nào. Hôm nay mặc quần áo đẹp đi tán gái nhá. Đi tìm con nỉa nhá. Vâng. Không ăn chơi có gì. Đấy, mặc áo đẹp vào. Đấy. Mặc áo mặc quần đẹp vào nha. Đi chơi nhá. Cho đi chơi đi tìm con nỉa. Mọi người bảo là tại sao Trường Lý không đưa Tủa đi tìm vợ. Thực sự là Tủa bây giờ là chưa có nhà. Đi tìm vợ bây giờ là cũng rất là khó. Cái chỗ mà hôm trước Trường Lý bảo đi tìm ở trên chỗ đường khó khó ấy, thì cô đấy thì cô ấy cũng suy nghĩ, tính toán rất là kỹ. Đấy. Nếu Tủa không có nhà, không có cửa thì khó mà người ta chấp thuận được các bác nhé. Đấy. Vì Tủa bây giờ chưa có gì. Và cái bạn pony ở đấy là cũng không hay đi đâu xa mấy, nên là bạn ấy không hiểu biết mấy. Đấy. Và Trường Lý cũng ít đưa Tủa đi. Mỗi lần đi thì cũng xa quá. Xong là lên đấy thì cái cô đấy, cô không hay tiếp chuyện mấy đâu. Cô này cũng có vẻ là e thẹn, e dè lắm. Có nhà Trường Lý tìm mấy con ngan mà chưa nhìn thấy. Ngan đi đâu rồi? Hay là nhốt trong này nhỉ? Không thấy mấy con ngan bé. Không thấy. Mấy con ngan me me đi đâu rồi? Đây có mỗi một con. Không phải là chết hết chứ. Tứ rùa mí nhùa đâu rồi? Con ngan bé đâu rồi? Hả? Con ngan đi đâu hết rồi? Dạ. Con ngan bé đi đâu? Ngan bé á? Ừ. Trong ong. Có chết con nào không? Ừ. Có bị chết con nào không? Trong ong này. Có bị Tủa con nào không? Ừ, trong Tủa con. Có bị Tủa không? Tủa á. Không Tủa đâu. Không Tủa đâu gì? Ừ. Tốt đấy. Tốt đấy. Ừ. À, nó xuống ao à? Mình nhìn không thấy. À, ở đây nó sẽ ao mình nhìn không thấy các bạn. À đây, 1, 2, 3, 4 con, 4 con vẫn đủ. Mình thấy bảo anh phỉnh cho 2 con. Đi đâu mất một con rồi. Ô, vịt còn 4 con các bạn. Vịt còn 4 con này. Ý, Tủa đẹp trai đấy. Đấy. Hôm nay ăn mặc cho đẹp trai xinh gái à. Đẹp á. Ừ. Mặc đẹp vào không đi tìm con gì ạ. Cho Tủa đi chơi chợ để ngắm con nỉa ở tí thôi. Bây giờ lấy vợ cho Tủa cũng khá là khó các bạn. Do thứ nhất là điều kiện hoàn cảnh. Thứ hai nữa là Tủa bị nặng tai. Đấy. Tìm rất là khó để có người phù hợp. Đấy. Nhưng mà lấy được người bình thường, người ta giỏi giang, nhanh nhẹn thì rất khó các bạn ạ.
cài cúc vào. Cúc áo này này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ờ, kéo kéo lên đi, không tí lại quên kéo khóa quần chết. Ủa, mặc quần áo rồi. Rồi, đây. Mùa xa lắm. Chị gái đi chơi chợ đi. Đi chơi chợ đi. Mùa xa đây. Hả? Mùa cổ khư đây. Mùa chuyện à? Mùa oxy thôi. Hả? Đi chơi lại thích mua à? Không mua cái gì. Đi. Mua. Nhà, ừ. Ừ. Múa đi. Đóng cửa vào. Này, tủa đi chơi. Mở mang đầu óc. Mấy nay lại bảo kêu ma với về về trêu à? Ừ. Mấy nay có ma về trêu à? Ừ. Nó trêu như nào? Nó nghịch chơi. Nó nghịch như nào? Đầu. Hả? Nó về nghịch đầu này. Nó nghịch về sờ đầu đây à? Ừ. Ấy giờ. Thùa lắm ma thế nhỉ. Sao cái này mang đi bán không mang đi à? À, nhặt cho lên trên kia đi. Để đường đi cho nó rộng rãi. Đấy, để đây. Đây. Ma về sờ đầu á? À? Ừ, đầu. Lấy gì ấy? Tiền. Lấy tiền á? À? Có nhiều tiền không? Đi về trong nhà. Ừ. Ờ, đi lấy tiền đi. Đi lấy. Ờ, xem có bao nhiêu tiền nào. À, tủa đi lấy tiền đi chợ. Tủa có tiền đấy các bạn. Không biết có nhiều. Tủa hôm qua ngủ lại bị ma sờ đầu à? Đấy các bạn, không biết là âm binh kiểu gì tủa hay nhìn thấy ma. Nó sờ như nào? Nó sờ như nào? Đó. Nó sờ như nào? Đó. Ờ, nó đến như nào? Đó thế này, nhìn thế này. Nó cù cù đây á? Ừ. Nó cù cù này. Thế này. Nó nhìn thế này. À. Thế này thế này. Thật á? Ừ, thật đó. Ừ. Thế dậy về không thấy đâu à? Dậy á. Dậy về không nhìn thấy à? Không nhìn thấy đâu. Không nhìn thấy. Ừ. Ừ. Nó mà đến thế này. Nó về mới nhìn cái điện trên đèn tắt điện. Tắt điện đi thì thấy bị à? Tắt mở điện này. Bật điện tắt không thấy nó. À, thế phải bật điện lên. Ừ. Bật điện lên cả tối. Có mà có biết đâu. Ừ. Sợ à? Ừ. Sợ ma à? Ừ. Nó cứ về nó cù cù như này. Ừ, nó cù cù như này. Ừ, ai dạ. Tủa lại gặp ma này chết. Nó đóng con cái cho. Nó có nói với mình cái gì không? Tên biết nó biết tên là Ly. Nó bảo tên tên con gái à? Ừ. Tên là Ly à? Ừ. À. Sao lại có tên con gái à? Nó bảo như nào? Nó gọi là anh tủa cái gì? Nó cứ hỏi anh tủa à? Ừ. Nó gọi mình đi đâu? Không mở gọi, nó mở ra anh trai mình đánh nhau gì? Nó bảo anh mình với anh trai đánh nhau à? Ừ. Ồ, sao lại đánh nhau à? Ê, đi đường này. Qua tất cả. Ờ, đi qua đường này. Nó bảo là mình với anh trai đi đánh nhau à? Ừ. Ok, con ma này ác nhỉ? Con ma nữ à? Ma gái à? Con ma gái á? À? À, nó cứ bảo là tủa đi đánh anh trai à? À, giờ nhỉ?
Thế hôm nào cúng đấy nhỉ? Nó phải cắt một lần tay đấy. Nó phải cắt tay tủa? Đứt không? Nó cắt cho nó không phải cắt đâu. Không đau à? Nó cắt thế này. À nó cắn. Thế à? Nó mình sợ lắm thôi. Nghe tủa kể mà mình cũng thấy giờ sởn gai da gà rồi các bác ạ. Sao lại có con ma mà nó cắn cả tay tủa cơ? con này họ mở ra mà nó ra được ấy. Biết nó ở đâu không? Biết con ma đấy nhà ở đâu không? Con ma đấy ở đâu biết không? Biết đâu, nó có nhà đâu. Nó không có nhà à? Hay nó thích lấy tủa? Hả? Hay nó thấy tủa chưa lấy vợ nó thích lấy? Vợ nó với đóng vợ thế nào đâu. Không biết thế nào đâu à? Đấy các bạn, tủa vợ thấy con ma nó về cù đầu này, sờ đầu này, cù cổ này. Xong là nói chuyện với tủa là tên là Ly. Tên là Ly à? Nó bảo nó tên là Ly à? Nó bảo của nó tên là Ly. Ly à? Mong là Ly. Xong nó có bảo làm gì nữa không? Nó có bảo làm gì nữa không? Nó cứ bảo là không bảo đúng gì nó bảo là đi qua thế nào chứ này. Nghe thấy luôn đấy. Hay là lúc đấy nằm mơ? Tối nằm mơ hay là mở mắt vẫn nghe thấy? Tối ngày tí nằm. Nằm một tí là thấy à? Nằm một tí là thấy à? Đến nằm tí ngày nhẹ tí. Nguy hiểm thật đấy. Tủa bị một con ma nữ trêu các bạn. Ra được tốt thật đấy. Nó ra được thật á? Không biết là có ma thật hay ma đùa, nhưng mà thần hồn át thần tính hay như nào. Tủa kể rất là rành mạch. Hay là cúng? Cúng rồi. Cúng lần nào cho nó chưa? Hả? Cúng cái thế nào? Cúng cho con ma đấy bao giờ chưa? Cúng đuổi nó đi bao giờ chưa? Cúng đuổi con ma đấy đi bao giờ chưa? Không đuổi được đâu. Không đuổi được à? Cúng chưa? Ủa, mẹ đi làm thế nào không được đâu. Mẹ trước cúng cho chưa? Mẹ nói chơi là bà gì. Thế à? Sợ thật đấy nhỉ. Có con ma. Đeo khẩu trang vào nha. Không, họ không cho chơi chợ đâu. Chợ thần chơi à? Là không đeo khẩu trang vào họ không cho chơi chợ đâu. Cái này pin yếu à? Hết pin rồi à? Pin nhìn lúc đi mua. Cho tủa đi chợ đi, ngồi đây. Cái đèn này, biết đấy. Nó bảo gì? Nó bảo như nào? Nghe thấy hết. Chơi. Hôm nay không có thịt lợn nhỉ?
Đây không ai bán thịt lợn à? Cần bán rau cỏ. Ấy, tủa mang rau ra bán như này đấy. Phải trồng rau lang tốt tốt rồi không là mang chợ đem ra đây bán. Hiểu chưa? Phải bán đấy. Phải biết bán để lấy tiền đấy. Đi tìm xem có coupon hiểu nào không? Đây không có cái gì. Đây có cá mắm không nhỉ? Vào đi. Cho 3 bát phở anh ơi, còn phở không? Hết phở rồi, còn bún à? Ôi nhanh phết nhỉ. Thế cho ba bát bún đi. Nó không xuống đâu. Đấy, phở gà. Phở gà với lại thịt lợn nhỉ. Cho thập cẩm nhá. Anh mác nhá. À đây, có pin con thỏ. Đấy, đầy mà. Cho hai cái. 20.000 à? Ấy, ngồi cho 8 con đôi này. Thay đi, thay pin đi. Lòng tổ rồi. Lòng tổ của mày à? Không nghe thấy. Nghe thì nghe nhưng mà không biết. Đây này. Thao kiện. Bỏ đi đi. Đấy. Đây. À sáng. Đấy. Nào phanh. Có sợ có biết không đấy? Ui giời. Đánh xa mình rồi. Tôi biết rồi. Mới thông thảo. Đó sao là mở. Vừa đến à? Vừa đến mà đưa bà ngoại đi chợ tí. Kệ nó à? Tao tao định bán cái này nhưng mà tao lên ở chỗ cái đoạn dốc kia mẹ bị đột phát thì tao quay về. Qua trước từ đường đi dễ rồi. Tháng 6 mà. Đường Phổi Phìn đi dễ rồi. Hôm nay đến Cường. À, đến Cường. Em ở Nà Lang. Ở Nà Lang mà nhỉ. Đến chỗ này chỗ ngoài mày lên được chưa? Bóc chưa? Bóc để đấy đi mưa. Không, tao xuống dưới là chơi. Bây giờ đi mới kịp, tháng sau em đi rồi. Có phải? Phải không? Nó kiểu cứ tính này. Có chỗ nào là ra tiền để bảo tao không? Thì bỏ đi kiếm, có mà cứ ra tiền. Nghĩa là nó cũng tính tháng là tính hành. Được không? Đang bỏ đi tìm chứ. Chắc là. Đang tìm việc. Rồi. Rồi rồi. Đấy. Cho sâu vào. Đấy. Nghe thấy chưa? Nghe được chưa? Rõ chưa? Thế tối qua con ma nó về nó hỏi vào là cái này nghe có to không à? Nó cắt đi tí nữa nó. Nó hỏi thế à? Ai da. Ghê phết đấy giời. Con ma đấy. Cảm chào. Ngồi đây, ngồi chơi kéo đây. Có lấy à? Lâu rồi không ăn phở đấy nhỉ? Lâu lắm ạ. Lâu lắm. Từ đợt trước anh mời đấy nhỉ? À đâu, từ đợt đi hỏi vợ chứ nhỉ? À đi tìm vợ chứ nhỉ? YouTube ăn cái... Có cả mống à? Ôi dồi.
Thế ngon đấy nhỉ? Mình là được điều tiên. Có thầy này đi làm tí rượu à? Không, không em mấy nay kiêng rượu rồi, tủa nó không uống rồi mà. Nó đi. Đấy. Cho vào túi đi. Đúng rồi đấy. Đấy các bạn, lâu lắm rồi tủa bảo là lâu lắm rồi không ăn phở. Chợ hôm nay mới bắt đầu mở các bạn, cũng khá lâu rồi chợ phiên ở trên này không họp chợ do dịch Covid các bạn nhé, nên là tủa ít được đi ăn phở. Nên là chủ nhật thì trường lý không hay lên trên này mấy. Ăn đi, nó đi. Ăn ớt không? Bác, ông Thành, đi đâu rồi? Ớt ở đây này. Không, em ăn ít ớt thôi. Ớt đây rồi, ớt bột đây rồi. Đấy, tủa ăn ớt đây ạ. Rồi, mời các bác ăn phở với lại chú ý với tủa nhá. Đấy, phở hôm nay thì có thịt lợn này. Cái này gọi là mắm mắm lợn này, thịt gà nữa đây, đây là thịt gà, đây là thịt gà nha các bác nhá. Ăn đi. Còn đây là bún rồi, không phải phở nha các bác nhá. Hết hết phở rồi, đây ăn bún rồi. Ấy à, ăn cay đấy cả. Cay á. Ừ, cay đấy. Cay đấy. Ăn đi, ăn đi. Bát ra này. Đây. À, ăn nhiều vào nhá. Mấy này bị đau dạ dày nên là không dám ăn đồ cứng. Đây. Còn đấy. Ăn cái này là cái mồm mõm mõm lợn rất là ngon. Đúng không? Đúng không? Ngon. Đúng không? Ăn hết nhá. Ăn được 2 bát này không? 2 bát này không hết đâu. Không hết à? Ăn đi nhỉ? Có mông hoa, thấy tôi mông hoa. Có mông hoa? Ừ, mông hoa, mông chấm với nhau đi. Anh thấy mông hoa chưa? Chưa. Chưa thấy à? Chỉ thấy mông trắng thôi, chưa thấy mông hoa. Mông hoa. Mông hoa nó như có, nào? Có trong đĩa đấy. Nó như nào? Có trong đĩa đấy. Có trong đĩa à? Ừ. À, trong tivi đấy à? Ừ. Nó đợi nó chín mông nữa cô. Chín mông là nó cũng giống chín mông chấm nữa mà là... Nó phanh là nó phở. Mông hoa nó bảo nhau nó phở à? Đấy, tùa biết cả tiếng mông hoa. Tiếng mà giống mà hai ban đều không thấm. Đến đây đi có thấy con nỉa nào không? Con nỉa lắm. Nhiều con nỉa không? Con nỉa không. Đi xem có đứa nào bắt về nhá. Bắt về á? Đứa nào không phải anh em bắt về nhá. Làm bắt không? Thì... anh hộ bắt cho. Anh bắt cho. Được. Em kéo không anh hộ. Anh kéo về tôi kéo nhá. Được. Được không? Được. Tí xem có đứa nào không phải anh em không bắt về nhá.
đợi ở bên Khuổi Phìn sang ấy. Ừ. Xem có cô mông hoa nào, cô mông đen nào không là bắt về. Nhá. Ăn no khỏe thì một tí bắt bắt vợ. Hôm nay để cho tủa đi tìm vợ thôi. Tìm bắt được cô nào. Hãy thử kéo nó về xem nhá. Nó có chịu về không nhá? Biết bắt vợ không? Biết bắt vợ không? Biết thế tí đi tìm nhá. Tìm xem có đứa nào không bắt về nhỉ? Nó cứ kéo nó về thôi. Đấy. Ơi ông kia bảo đi. Thì nhau đi uống nước à, nhau đi uống rượu à. Hay hỏi chị ấy xem có lấy tủa không? Lấy không? Tủa lấy không? Thế vợ của anh trai. Thế vợ, thế bồ của anh trai. Xem anh trai nó có đồng ý không ạ? Không lấy đâu nhỉ? Không lấy được đâu. Lấy thế xấu hổ lắm nhỉ? Không lấy được đâu. Đúng rồi. Lấy như thế xấu hổ đấy. Không được đâu nhỉ? Nó thích mình à? Thích. Đi đâu anh? Thích không? Thích chứ. Phải đâu. Của chị dâu thích mình à? Ngồi đây. Đây. Ăn đi. Đấy, lấy đĩa. Đấy. Đi phố chơi cho ăn phở nhá. Đấy, ăn hết đi. Nhá. Hả, ăn không hết à? Chỗ chơi mấy nay là lại nhem nhốt hết rồi. Về nhà là suốt ngày là bùn lầy, lên rừng, lên rú. Ăn hết nhá. Ăn được hết không? Không hết à? Ăn đi. Thân thân nào. Cháu chỉ bán cái loại mà cho lợn lớn nhanh thôi. Lấy thuốc đau bụng à? Lợn bị đau bụng à? Không, nó thông này thì thường mẹ bán bây giờ hôm nay không thấy thông rồi. Không ăn dặm rồi. Chán cái tay mình quá. Ăn đi. Chẳng ai. Đứng như ăn một tuần nay o thiệt thám. Cái gì vậy? Chưa ăn nhỉ? Ăn rồi. Chẳng có gì kìa. Dê đi mong. Ơi dạ đi. Thì em gửi được bà. Gửi luôn. Cảm ơn nhé. Ăn hết đi.
No ra. Ừ. Ừ. Thì đi chơi thôi nhỉ. À hết thịt đi. Hoa được thịt à? Đấy, sau một thời gian cùng với mít tủa ăn sáng thì giờ đưa mít tủa đi chơi một vòng đó nhỉ. Thế mua đó. Đi tìm xem mua cái gì ăn nhỉ. Em có cá mắm không? Ừ. Anh đi nhá. Đi luôn rồi. Tìm xem nào. Tìm mua cá mắm thôi nhỉ. Xem có cá mắm không? Chợ hôm nay chả thấy có cái gì bán này. Đi bên này xem nào. Vòng xem nào. Đi tìm pony ở đây nào. Ra kia xem có pony không? Đang đi tìm pony à? Tìm cái con đỉa to đây. Đi tìm con đỉa thế nào. Đưa tủa tìm con đỉa ha. Đấy, con đỉa này. Đấy, nhìn này được không? Hả? Đấy, đỉa này à? Anh em à? Cô này anh em à? Ôi, lại anh em rồi, thế thì không được. Em đã bảo anh là anh vẫn chưa được một thằng chưa? Chưa. Chỗ em có đứa nào không? Hả? Có thì có nhưng mà sợ bát này lại không thích thôi. À, ở chỗ nào? Ở trên Đồng Văn à? Phố Cáo. Ở Phố Cáo à? À. Thế anh trai này thích đứa nào không? Hả? Nhìn này được không? Thế sao nào? Sao xem nhìn này nào? Hả? Cháu nhìn. Hả? Nhìn này là anh em à? Anh em à? Phải không? Hả? Anh nhìn này anh em không? Có anh em không? Hả? Có thích không? Hả? Hả? Ừ? Đấy, em này mặc váy đẹp đấy nhỉ? Nhung dung đấy. Đây có một nồng gâu này. Đó, toàn anh em thôi. Không có cái gì, không có cá mắm mà miếc gì nhỉ? Đây chả bán đồ ăn mấy nhỉ? Đi ra đây xem nào. Ra đây xem có cá mắm không, mua cho ít cá mắm xong rồi về. Mùi chê. Thế ở trên Phố Cáo có à? Khi nào có em bảo. Hôm nào có cô nào thích lấy chồng thì bảo nhá. Lên bắt về làm vợ cho tủa. Chú cũng đèo về lên sở Phố Cáo nữa. Được, đi được mà. À cái này. Cái này hay đấy nhỉ. Em bao tiền một cái này? Cái này là 90.000. 90.000 à? Cái này okay. Trộn lượng là tuyệt vời rồi. Ừ. Cái tủa. Tủa bùa. Cái chậu. Được rồi nhờ. Mua một cái. Mua một cái này về cho lợn ăn. 80.000 thôi nhờ. Đấy, 80.000 à. Một cái đi đấy đi cầm đi cầm về cho lợn ăn lâu lắm rồi mới thấy cái này bởi vì dạo này dịch bệnh nhiều quá nên là không ai mang đi bán mang về cho tu bua nò nhá để cho con lợn ăn nhỉ. Cho lợn. Con nỉa ở đây toàn anh em thôi nhỉ. Bò. Nhà chê à? Đây à, không có cái gì. À, kem à? Ăn kem không? Không ăn à? Không ăn kem muốn à? Ăn cá mắm này không? Hả? Hả? Ăn không? Ăn mà ớt chở ăn thôi.
Là 1 cân cá mắm nhá. 1 cân nha. Ờ, cho 1 cân cá mắm. Cũng được. Chị. Thì cá mắm tưng bừng. Đây là không có cái gì ăn các bạn. Lợn thì không bận. Lợn thì không có mổ. Mấy tiền đấy? 1 cân 70.000 cả. Đã thế. Cần cá mắm 70.000. Đắt gần bằng thịt lợn rồi. Nhá. Đi. Tìm xem có con nỉa không? Con này cũng khỏe nhá. Hả? Có con nỉa nào không? Thích biết con nỉa nào không? Hả? Bắt con nỉa đây. Đây này, con nỉa đây này. Bắt đây. Ờ, đấy, học sinh thôi. Ừ. Ê, mù chết đây. Ừ. Đi không hả? Có đi không hả? Ừ. Dạ, mù chết ạ. Ừ. Không có đâu, ở đây không có phân nỉa đâu. Phân nỉa ở đây toàn là anh em thôi. Đấy, tìm vợ cho tủa rất khó nha các bác nhá. Bởi vì ở trên này toàn anh em thôi. Đi đâu cũng gặp anh em nên là không lấy được nha. Lấy được không? Lấy cả anh em à? Anh em không lấy được đâu. Ừ, anh em không lấy được đâu. Thôi đi về nha. Chơi một vòng thế đó. Đấy, từ nhà tủa ra chợ rất gần nha, nhưng mà tủa rất ít khi đi chợ các bạn. Chê nhá. Xong lấy cái này cho lợn ăn nhá. Cho vào trong chuồng nhá. Nó không cắn được đâu. Nhá. Ừ, thế đi về đi. Về chưa nấu cơm ăn nhá. Ờ, anh đi về thôi. Ờ, chào nhá. Ờ, anh đi về. Thế các bạn, hôm nay đi đưa chơi một vòng như vậy thôi. Ra ở chợ đây thì chẳng có cái hàng hóa gì nhiều. Quần áo thì đủ hết rồi. Đấy, mua thức ăn đồ uống thì không có. Hôm nay muốn mua cho tủa đi thịt lợn nhưng mà chợ hôm nay không có thịt lợn bán các bác nhé. Rồi, có lẽ là xin phép kết thúc video đưa em tủa đi chơi chợ như vậy rồi nhé các bác nhé. Nếu không nữa thời gian nghiên cứu được đám nào xuôi xuôi thì lại đưa tủa đi tiếp. Do bây giờ không có tiền thì nói không ai nghe các bạn, khổ lắm. Thế tủa thì nhà phải chưa có. Đấy. À, tiền thì không có nữa. Thế nên là đi tìm vợ rất là khó. Bây giờ lại có tật tai ngấy ngáng. Đấy. Thế nên là hơi chậm chạp. Thế nên là tủa đi tìm vợ rất là khó các bạn ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.